Có một bài hát điệu disco rất là hay mà ai tập cũng được, rất vui nhộn luôn. Bài hát này mang tên Tàu Về Quê Hương, giọng nam AM là thứ Cabo 4, giọng nữ thì Thảo Cabo ra đánh trên này, thuận tiện cho cả hai giọng luôn. Và các bạn mới tập chơi thì chúng ta không có hợp âm pha chặn ở trong bài hát này, nên là những hợp âm cơ bản là chúng ta chuyển được hết. Rồi, điệu disco khá là dễ và chúng ta cứ ngồi tập cho nó quen cái nhịp cái đã. Nó đều cái nhịp, đều tay mình xuống nè. Sau vậy, đá lên nhẹ, chặt vào, lên. Cứ như vậy chúng ta tập. Yo, anh ơi đô thành, ở đây em sống không quen. Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau hơn, về đây mình sống vui hơn. Về đây mình có nhau hơn, chẳng bao giờ buồn. Anh ơi đô thành, anh ơi đô thành. Anh ơi đô thành, ở đây em sống không quên. Cứ như vậy chúng ta tập hết bài nha, tập ngay thôi. Bấm đăng ký theo dõi kênh Ru Về Máy, từ từ mình tập. Anh em mới tập chơi á, hãy ráng tập cái điệu disco xuống, lên, chặt, lên. Rất là sôi động và nó giúp chúng ta đàn tiệc tùng cho bạn bè mình hát rất là thú vị. Mẹ Việt Nam mắt người sang qua. Áp dụng cái điệu disco vào bài hát của mình tên là Chỉ Riêng Mình Ta, giọng là thứ. Tập mới tập thì chuyển đến học âm nó chưa nhanh, nên là bỏ luôn học âm pha chuẩn ở cái bài này. Xuống nè, lên, chặt, lên. Cứ đều đều về nhịp nè. Mỗi sáng thức sát bóng hãy chỉ riêng mình ta. Tiếng hót thanh thoát của những chú chim vừa qua. Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em rời xa ôi chỉ thấy trái đất ôi sao buồn kém. Chúng phố bóng thấy mong thoáng dáng ai vừa qua. Bấm đăng ký theo dõi kênh Ru Về Máy, từ từ mình tập. Và đây là dòng đàn full gỗ A19 acoustic mà anh em rất là ưa thích luôn để đánh những cái bài hát bolero, hay chúng ta có thể tiệc tùng chơi với bạn bè của mình. Đàn có tia chỉnh công cần, kiểu dáng đi phù hợp với mọi người, âm rất là vang và hay, được trang bị bộ khóa đúc cũng như là dây chính hãng Alice. Tất cả đi bằng gỗ, âm thanh rất là hay, độ bền rất là cao và đi kèm với nó bao da, giáo trình cabo, dây dự phòng giao tận nơi tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị các bạn có thể đặt ngay tại Zalo ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Em sang ngang rồi trôn kỷ niệm vào dị vàng. Hôn lên tóc mềm lê sầu thắm bước đôi mi. Xin em một lời cho ưng nguyện tình yêu vui. Thương yêu không tròn thôi giá từ đi. Đăng ký theo dõi kênh để nhận thêm những ưu đãi hấp dẫn nè. Quạt là xuống 6 giây nha. Mạnh lên nhẹ, chập vô, dừng âm thanh lại, đã lên. Xuống, lên, chập, lên. Có 2 nhịp, 1 nhịp, 2 nhịp. Đó, lên, dở chân lên, nhịp chân xuống. Chú voi con ở bản đồ. Ra chú đến với người rất ham ăn với lại ham chơi. Voi con ơi, voi con ơi, mau lên nhanh có đôi ngà to. Đó chỉ cần là như vậy. Mọi người thấy chữ hợp âm quen không ạ? Chữ hợp âm này. Bấm đăng ký theo dõi kênh Ru Về Máy, từ từ mình tập. 4 là xuống nè. Chân xuống, đá lên. Chặt vô dừng thanh lại, nhịp xuống. Đá lên. Xuống, lên, đập, lên. Vô. Ta sông trời phiêu lãng cuối trời. Đời bọt bèo phù du kiếp người. Dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười. Khi đời còn mùa hạ tươi và lòng còn nhiều điều muốn nói, hãy thắp sáng tâm hồn nhanh nhanh à, cháy lên trong tim mọi người những yêu thương cho cuộc đời. Mùa hạ ơi tình phơi phới, bạn ơi xin hãy bước hết nỗi buồn, xóa tan đi bao điểm trừ, bước ung dung trong cuộc đời. Tha ơi.
bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. Dây đeo tiện lợi dành cho mọi đàn guitar thùng đứng để biểu diễn. Tháo tem, nới lỏng theo ý thích, có thể dài đến 1m2. Đeo vào thuận tiện. Cái móc này móc vào miệng đàn guitar thùng đứng biểu diễn. Khi đôi môi em còn đỏ, em muốn nói em yêu anh. Khi men say còn trong hơi thở, lại gần hôn anh. Thử với đàn classic cũng vậy, móc vào miệng lỗ đàn. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng dừa là nơi. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Trong mọi loại đàn guitar thùng chỉ với 88.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Khi mua thì tặng kèm với một giáo trình guitar, đặt ngay tại Zalo ạ. Nếu mà anh em bị cái tình trạng nhịp như vậy nè, đây là một cái hiện tượng nhanh nhịp, không có lo gì hết. Có máy gõ nhịp mini, hay chúng ta bấm mở lên nè. Chế độ là gõ một nhịp ở cái tempo là 65 thì đối với điệu bolero rumba kẹp ở đây, hay có thể sử dụng cho đàn piano được luôn. Chạm lại nha. 1 2 3 4. Mai trường ơi, em tôi còn không nữa, hay đã xa đi từ đâu nào. Máy gõ nhịp M50 chỉ bằng ngón tay cái, nhưng nó có thể giúp anh chị và các bạn cái nhịp đều hơn, vững nhịp hơn, và tập cho cái nhịp mình chậm lại. Có khi mình đánh nhanh quá thì mình tập mỗi ngày một chút xíu. Cùng với máy gõ nhịp này chỉ với 169.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc, để Zalo để mà đặt hàng. Cảm ơn chị và bạn rất nhiều. Anh em có thể đánh được 100 bài ballad luôn, chỉ cần chúng ta thuộc và chú ý cảm nhận âm thanh của cái vòng hòa âm như sau. C nè, và chúng ta đánh theo được blue chẳng hạn. 3 3 1 2 3 2, nhịp 2 4 ha. Rồi chúng ta chú ý đường đi nè, ví dụ love in your eyes, sitting silent by my side, going on holding hands, working through the night. Hay là từ khi quên em anh đã biến bôi rồi, vì những lúc than nghe em cười. Im này nhận chân. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi, người yêu ơi xin em chớ quên. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. Cách quẹt cha cha cha, ba hợp âm rất là dễ luôn. Nam AM là thứ ca bộ 4, hợp âm là thứ AM, DM này thứ Ni 7. Ba hợp âm thôi, còn những hợp âm nào không cần thiết chúng ta loại bỏ nó ra. Chắc bùm bùm chắc đập chắc bùm chắc bùm bùm chắc đập chắc. Bốn nhịp chân rồi chúng ta chuyển hợp âm nhé. Chắc chiều nay gió đông này vô nè. Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa, đời trai gió sương về thăm phố hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phương vắng, tình sâu lạnh buông đêm trường. Chát bùng chát chặt chát. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. Tự học guitar bolero tù hay gọi là bolero đường phố đó, thì chúng ta cần có hai yếu tố. Một là đánh bằng bít ha, thì lúc đó chúng ta tập cho nó quen và nó đều tiếng. Thứ hai là chúng ta đánh nó nhanh hơn bolero bình thường chút xíu, chứ không phải là quá nhanh nha. Ok, chúng ta làm cho nó đều tiếng đều nhịp cái đó. Bát 3 2 1. Cây đu đủ tôi trồng từ khi em vẫn chưa trồng, nay đu đủ ra bông thì em đi lấy chồng xa. Giờ nhớ cuộc tình lẻ loi, niềm tin dấu kín trong tim, thương nhau nói không nên lời, anh cố cười nhìn em bước đi. Bấm theo dõi kênh, ủng hộ kênh cũng như là chúng ta tập với guitar 5 phút mỗi ngày. Xin cảm ơn. Lúc mà chúng ta vào điệp khúc, rồi lúc mà chúng ta hát cao trào á,
hát cảm xúc á. Tức là chúng ta quạt thì nó hát rất là sướng nha. Đúng rồi, xuống mạnh nè. Điều dây, điều dây. Xuống, xuống lên đập. Chát, chát, chát. Thì cái chát đồng đá nhẹ 3 dây lên nè. Bùm là mình đá nhẹ 3 dây trên. 3 dây bass. Chát là đá nhẹ 3 dây chép. Xuống, xuống lên đập. Chát, chát, chát. Em ơi, nhìn gió lên khơi, lòng có trong vời một người xa cuối trời. Nơi đây bấm đăng ký theo dõi kênh Ru Về Máy. Từ từ mình tập, các bạn không cần phải bỏ ra nhiều tiền để mua một bộ dây có lớp phớt pho nữa. Ngày hôm nay thì Alice chính hãng đã có cái bộ dây có lớp phớt pho để giúp chúng ta êm tay bấm nó lướt hơn. Đây, lớp phớt pho này ha. Đó, chính hãng là size SL, size 11 dành cho dây sắt. Đây là dây 466. Thì á, khi mà chúng ta size dây xịn hay là dây thường thì cái khoảng thời gian để cái dây nó chết đi cũng chỉ khoảng 5-6 tháng thôi. Nên thay bộ dây Alice này nó sẽ tiết kiệm cho anh chị các bạn, tiết kiệm rất nhiều luôn. Thực sự, và có rất là nhiều anh em đã sở hữu bộ dây này. Ok, và mua hai bộ thì được miễn phí vận chuyển, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Bên cạnh đó thì Khánh sẽ được tặng kèm thêm là một cái hộp bích và hai cái bích đó. Rồi tặng thêm cái tay quay nữa, tay quay này để tháo cái chốt dây nữa nè. Rồi tặng thêm cái giáo trình nữa cho anh em tham khảo thêm để em tập đàn nó tốt hơn. Nó không cần phải tốn quá nhiều tiền. Đăng ký kênh để nhận được những ưu đãi.